Chào tất cả các bạn, mình là Trendly đây. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn lấy một cái melee mới ở trong Lockroot. Thì nếu mà các bạn đánh Leviathan thì lên đây gặp lại cái nhân vật này thì nó để là Not. Và các bạn không thể nào mà đi đánh được nữa, đúng không? Thì bây giờ mình chỉ các bạn là các bạn sẽ chờ cái thời gian. Thì trong lúc chờ thời gian đó thì các bạn nên đi đánh cho mình những cái con thiền ma, cũng như là các bạn sẽ đi đánh những cái con boss mini vua cá mập. Thì nếu mà gặp thiền ma thì các bạn cứ đánh tầm khoảng 3-4 chiếc, 4-5 chiếc gì đó. Thì mình vẫn chưa thống kê được cái con số cụ thể. Nhưng mà nếu mà các bạn không ra đây để các bạn đánh thiền ma, rồi đánh cá mập Raibot Mini, thì các bạn chờ 1 tiếng, 2 tiếng thì nó vẫn là Not thôi. Nên là nếu các bạn nào mà cần thì các bạn nên tập trung đi đánh nha. Bot thì các bạn chỉ việc là mình đánh nó thôi. Còn nếu mà các bạn để cho những bạn khác làm kiếm cái chỗ của Leviathan, các bạn Not như vậy thì các bạn vẫn vô các bạn đánh được nha. Nếu mà cái chỗ đó nó đã xuất hiện rồi thì chỉ việc là các bạn bay đến đó, mà không biết là người khác có cho các bạn thời gian để các bạn bay đến hay không, tại vì nó rất là xa chứ không có gần như là những cái đảo khác, cũng như là các bạn đánh Raibot khác. Tầm nửa tiếng đến một tiếng các bạn về kiểm tra thông tin xem như thế nào. Từ nãy mình đánh có đổ sông đổ biển không? Đây, ok, Leviathan đã xuất hiện. Hãy đi tìm nó trước khi mà nó náo loạn thêm một lần nữa. Còn nếu mà tên này kêu các bạn mua bằng 1500 Redmond thì các bạn cứ mua nha. Và sau khi mà các bạn và anh em đã chuẩn bị sẵn sàng đủ các bước trên rồi đó, thì mình cần lưu ý thêm một cái bước này nữa, là các bạn sẽ lắp ráp cho mình một cái mỏ neo. Lắp ráp. Thì có bạn sẽ hỏi mình á, là tại sao lại lắp một cái mỏ neo như thế này. Thì á, các bạn lắp đi cái mỏ neo để các bạn triệu hồi cái con cá mập 195. Thì cái chỗ mà xuất hiện cái con Leviathan nó mới ra nhanh được. Ở trong tem đi tìm nhất định phải có một bạn có cái mỏ neo này và đã đánh cái con cá mập 195 nha. Thì làm sao như vậy thì mình sẽ cho các bạn thấy rõ điều đó luôn. Là chỉ cần hạ xong con cá mập 195 máu thì các bạn chỉ cần việc bỏ thêm 2 cho đến 5 phút là các bạn có thể tìm ra chỗ của con Leviathan rất dễ dàng luôn. Các bạn xem nha. Và lý do để lấy cái mỏ neo đó là mình có thể triệu hồi được con cá mập 195k máu. Thì như thế thì các bạn mới đi gặp được Leviathan nhanh. Có khi các bạn không triệu hồi cá mập này, các bạn đi kiếm Leviathan hoài, kiếm không có. Thì lý do là vậy, nên là trong tem ít nhất phải có 1-2 người đi săn Leviathan có cái mỏ neo đó nha. Đánh xong con cá mập 195.000 máu rồi, đây nè, xuất hiện luôn. Chưa đầy 2 phút, 3 phút thì các bạn đi thẳng vào vùng tối sẽ xuất hiện cái khu vực tuyết như thế này. Thì bây giờ còn làm gì nữa các bạn? Chờ đồng đội đến đủ. Thì những bạn nào mà not đó thì mình chỉ đứng đây mình chờ cho những đồng đội tới. Thì mình vào mình đánh Leviathan luôn cũng được nữa. Đây là gọi là người khác làm các bạn ăn vẫn được nha. Còn nếu mà các bạn muốn mà làm cùng người khác thì các bạn có thể làm như những bước mình hướng dẫn từ nãy giờ. Giờ thì chỉ việc là bam Leviathan ra thôi. Quá dễ. Thì cái chuyện đánh cái con boss này thì mình nghĩ là cũng không cần thiết để quay cho các bạn xem nữa đâu. Chủ yếu là bây giờ á thì mình đi lấy cái mảnh từ Leviathan để mình mua cái con tàu. Tại rất là nhiều các bạn hướng dẫn mình đó là lấy con tàu đó kéo trái tim thì mới được. Nên là đánh nhanh rút gọn. Leviathan còn 124.000 máu nữa. Hiện giờ dễ dàng thôi, xài Magu, xài những trác quỷ nào mà các bạn cho. Hãy đánh cái con boss này mạnh, tại nó là một con Raibot bự, to. Mà nhiều người đánh, nguyên server dồn đập nó cũng được nữa, nhưng mà nó quá yếu. Nó đánh nó không gây sát thương gì nhiều cho mình. Rồi mình có cái nhiệm vụ nè. Giờ là mình không cần thiết để xài cái nhiệm vụ này đâu. Tại giờ hiện tại tem của mình vẫn chưa có đồ. Nên là giờ á, mình đã lấy đủ được cái nguyên liệu từ Leviathan rồi. Thì mình sẽ quay trở về và mình sẽ ráp một cái con thuyền. Đây, đây là nơi mà mình ráp thuyền. Mình sẽ lắp ráp nha. Thợ săn quái vật này. Những nguyên liệu này thì mình đã hướng dẫn các bạn rồi. Các bạn có thể xem ở trên góc phải lại giúp mình nha. Còn riêng cái nguyên liệu Leviathan thì mình vừa mới kiếm được 20. Xong con thuyền đã được lắp xong. Thì bây giờ mình bam con thuyền đó cho các bạn xem luôn. Bam ra. Tiếp. Thuyền đó mua bao nhiêu đây?
cũng 5.000 bet hunter này. Đây là thiền mới mà mình lấy từ Leviathan này. Họ lắp lại lắp nói lấy từ Leviathan cũng không đúng, lắp ráp và lắp đặt cái con thiền này. Tìm rất là nhiều những nguyên liệu vô cùng cực khổ. Thì các bạn thấy có cái khẩu đại pháo đây nè. Đó, nên là rất nhiều bạn kêu là mình hãy kiếm cái con thiền này đi để mình bắn cái dây xích ra và kéo cái trái tim về, tại trái tim nó bự quá mà. Rinh thì làm sao mà rinh được. Rất là nhiều những phỏng đoán như là sử dụng lửa hay là gì đó, không có nha. Đúng, hiện giờ mình nghiên cứu và tìm tòi, và như các bạn nói là phải sử dụng con thuyền này bắn cái mỏ neo ra kéo về. Giờ là mình đi săn Leviathan tiếp một lần nữa nha. Nhắc lại một lần nữa, săn Leviathan thì trong tem nhất định phải có cái mỏ neo nha. 1-2 người, 3-4 người gì cũng được. Rồi sau đó là đánh cái con cá mập 195k máu. Như vậy thì cái chỗ của con Leviathan nó mới bam ra nhanh nhất có thể. Còn không đánh thì rất là lâu, thậm chí là không có. Thì vào đánh Leviathan thì mình không cần nhất thiết là phải quay quá trình đi tìm nữa, tại vì mình cũng đã chỉ các bạn hết rồi, tất tần tật chi tiết nhất có thể những gì mình biết rồi. Còn nếu mà có sai sót thì các bạn comment góp ý bên dưới cho những bạn khác biết nha. Tại vì làm clip thì mình cập nhật được thông tin gì thì mình đưa thông tin đó đến tay các bạn nhanh nhất có thể. Xong Leviathan rồi, bây giờ thì mình sẽ lại cái con thuyền. Các bạn nên cố gắng là giữ cái con thuyền này, đừng có để Leviathan nó đánh bể thuyền thì không được. Như trong tem 10 người đánh mà có một chiếc thuyền à, bể cái là xong à. Lúc nãy nghe nói thuyền đâu còn ban 2 máu nữa nè. Rồi các bạn thấy trái tim phía trên không? Đây mình nhảy lên cho các bạn xem, và những bạn khác sẽ ngồi ở dưới bắn lên nha. Đây, ai bắn cái mỏ neo vào đó, mình chỉ cần chỉnh góc mỏ neo và mình bắn và kéo trái tim xuống đó. Các bạn thấy không, một bạn khác đã bắn và kéo xuống được cái trái tim rồi. Thì bây giờ xong thì đi thiền xách cái đầu nó về thôi. Có cái nhiệm vụ, các bạn thấy ở bên góc trái màn hình không, cái la bàn của mình nó đã hiện ra nhiệm vụ rồi. Cứ bắn trúng là nguyên tem có nhiệm vụ, khỏi cần phải đánh Leviathan thì cũng nhận được trái tim nha. Miễn là vào trong đây, khỏi cũng được. Rồi mình đang kéo về, và hiện tại tem của mình đang rất là nôn nao và buồn chồn để lấy cái mili mớ này. Cách chỉ còn 30 mấy mét, 10 mấy, 1, 2, 3, 4, vô, ok, đã có được trái tim rồi. Về đây không biết ai làm tan băng trái tim nó hay dữ vậy. Giờ là mình đi lụm nha. Bên đây thôi. Ủa, lộn tiệm, không phải mili nằm ở đây, bên kia. Vậy thì giờ mình lướt bên kia, rối. Nhớ hai cảng. Cảng trước thì đi bên phải, cảng sau thì đi bên trái, vậy thôi. Đây, chính nó này. Nơi đây có cái ống cống. Trời, ai chung vô trổng nhanh dữ vậy. Lẹ hợp đó, có mili rồi. Dễ không các bạn? Quá dễ đúng không? Không biết thôi chứ biết là rất là dễ. Thì mình sẽ mua với giá là 5 triệu và 5.000 redmond. Còn nếu có trường hợp nếu nha, tại vì mình đã farm đủ nguyên liệu. Nếu không có nguyên liệu thì sẽ để như thế này. Đó, các bạn thấy hình ảnh mình đưa ra chưa? Các bạn phải đi farm những cái nguyên liệu này thì các bạn mới đổi được giống mình nha. Và nếu mà các bạn thiếu nguyên liệu thì mình chỉ các bạn đi tìm nguyên liệu luôn. Thì đầu tiên là các bạn sẽ đi qua cái khu vực này nha. Đây, lâu đài bóng tối. Nếu các bạn đi bộ thì sẽ đi qua cái con thuyền này. Ok, đến đây thì các bạn sẽ vào thẳng ở trong nhà. Thì các bạn sẽ farm cái bãi quái này thì các bạn sẽ có được cái nguyên liệu đầu tiên. Đây, nguyên liệu đây, quỷ hồn. Nó này các bạn, đây là hình dạng của nó. Đây thấy không, 20. Nguyên liệu tiếp theo nằm ở C2. Nguyên liệu này thì các bạn sẽ đến cái hòn đảo zombie cho mình nha. Nếu mà đi bộ thì các bạn sẽ đi từ cái phía này, các bạn đi qua. Đây là cảng tàu này. Rồi mình sẽ qua đảo zombie nghĩa địa. Thì các bạn sẽ chung vào đây để các bạn farm nha. Mình chui vô đây mình farm cái bãi quái trong đây này. Đó, bọn chúng sẽ ra cái nguyên liệu tiếp theo cho mình. Đây, ra nguyên liệu răng nanh. Đây là cái nguyên liệu tiếp theo mà các bạn cần phải kiếm. Nó đây. Ủa, sừng tê giác, nó đây. Lộn, nhầm lẫn nhẹ. Không ăn hụt dịch lộn mà lộn quá trời. Rồi nguyên liệu cuối cùng là đây, nguyên thạch bóng tối. Thì mình cần 2 lần. Thì các bạn phải đánh đến 2 con râu đen để lấy và sở hữu cái nguyên liệu này. Thì đánh râu đen như thế nào chỉ các bạn luôn.
Lỡ có các bạn mà mới qua nó không để ý được mấy con râu đen này thì cũng khổ lắm. Chỉ luôn, với nguyên liệu từ con râu đen thì các bạn sử dụng cái cách là treo du biển để cho dễ dàng, lụm chết cũng được. Nhưng mà thôi, ở cái cách mà lụm chết đó thì mình không biết server là mấy tiếng đồng hồ. Nếu mà các bạn có server VIP á thì tầm 4 tiếng thì các bạn lụm chết thì sẽ ra được cái chìa khóa râu đen. Thì sau khi mà đánh du biển hoặc lụm chết có chìa khóa râu đen rồi đó thì mình sẽ đi đến đấu trường 4 đêm để triệu hồi râu đen. Ra thì mình đánh, mình sẽ được 1.500 rít mình, một chút ít kinh nghiệm, chút ít Billy, và chắc chắn là có cái nguyên liệu mình cần thiết để mình có thể lấy được cây Mili mới nha. Và đã đến lúc mình thử cái Mili cho các bạn xem nó như thế nào. Thì admin cũng đã show ít nhiều rồi, nên là mình chỉ show sơ sơ lại cho những bạn nào mà chưa có cái Mili này cố gắng có động lực để lấy cái Mili này nha. Thì đầu tiên là về OE của nó thì bạn thấy nè, nó wow nè, nhìn hiệu ứng aura nhìn rất là chất luôn. Và mình thấy là nó wow xa hơn những cái Mili khác nha. Tại vì á, ở đây là nó điều khiển các bạn, như điều khiển một con sâu, một con trùng gì đó để nó đánh thay và phụ mình. Rồi đó là về cái phần 11 lít. Rồi mình sẽ bắt đầu sử dụng chiêu Z nha. Đây là chiêu Z. Đánh thẳng về trước. Nhìn thấy cũng dữ dội đó chứ. Như là một chiêu mà móc tim hút máu vậy đó. Rồi làm lại nè. Móc tim. Đó. Trừ cái gì vậy ông? Mới móc tim mà ông hiện lên ông báo lỗi trước mặt con rồi à. Rồi chiêu tiếp theo là chiêu số 2 này. Gồng nha. Cào. Nó cào phạm vi rất là gần. Được như là lúc nãy là xăm 6 cái móng vuốt xuống. Lại sát sát một xíu. Đây cào xuống nè. Đó. 3K1. Với thông thạo là 363. Bạn nào thông thạo 600 battery thì còn đỉnh hơn nữa. Rồi bạn nào mà 30M thì đam nó sẽ ok hơn. Rồi bạn nào mà 30M thì sẽ được giảm đam với những bạn mà 4-5M nhỏ. Chung là cái Mili này là nhìn rất là ngon rồi. Tiếp đến là về cái chiêu C. Đây. Chiêu C thì mình sẽ thả nguyên giống như một con sâu gì đó cắn vào mục tiêu. Rồi mục tiêu sẽ bị một cái hiệu ứng và trong ngừ lấy ra thêm mấy con sâu nhỏ nữa sẽ nhập vào mục tiêu lại. Rồi mình sẽ chơi lại cái chiêu này. Nhưng mà lần này thì mình sẽ quýnh ở trên không trung. Tại mình thấy admin đó sâu cái chiêu này là quýnh trên không trung. Lại sẽ tạo ra một quả cầu. Trời ơi, con sâu nó cắn thẳng vô luôn chứ. Vậy là cao cao một tí nữa. Cao một tí, đánh lệch một xíu. Đây, đẩy cao lên nha. Múc trên đây nè. Không tin là wow trúng mục tiêu đó. Sẽ có một cái quả cầu như thế này. Rồi con sâu sẽ tự chung vào nè. Và nó gây đam. Nhưng mà nó không tạo ra những cái sâu nhỏ. Như là cái quả cầu đó sẽ bắn xuống con sâu và gây sát thương cho mục tiêu. Nhưng mà đam ít hơn là mình đánh trực tiếp. Thẳng mình thả sâu vào người mục tiêu. Đây. Đó, vậy là gây đam, nó táp cái gây đam rồi. Thêm mấy cục này nhập vào nữa, thêm mớ nữa. Là tổng cộng cả 4K đó các bạn, 4K. Nếu mà mình bắt trúng mục tiêu bằng chiêu Z này thì mình sẽ dỗ ít nè. Rồi mình C. Đó. Ngon lành không? Thôi. Mili quýnh cũng cái chục ca, mười mấy ca ứng vậy. Gợi nhà. Rồi, vậy là cái hành trình lấy cái Mili mới thì mình cũng đã hướng dẫn và cũng đã chỉ cho các bạn tận tình hết rồi, chi tiết nhất có thể rồi. Thì nếu ở trong video có gì sai sót thì mong các bạn thông cảm bỏ qua. Còn nếu thấy hay, hữu ích thì các bạn hãy chia sẻ cho bạn bè cùng xem và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp các bạn trong video sau. Bye bye các bạn. Hẹn gặp lại.